trong địa lao huyện Lôi Tông. Mau nhìn, người đó hình như là đắc tội thiếu tông chủ mới vào đây. Vậy thì hắn chết chắc rồi, cho dù là thuyền vương lão tử cũng không cứu nổi hắn. Nói thế nào, ngươi hiểu mà. Này, tiểu tử, ngươi tên là gì? Ta tên là Lý Đại Đầu. À, mấy vị sư huynh có chuyện gì sao? Lý Đại Đầu, tên gì mà khó nghe thế? Qua đây quỳ xuống, tử vả 1000 cái. Mấy vị sư huynh chúng ta không thù không oán, cần gì phải làm khó ta như vậy? Còn mẹ nó, bảo ngươi đánh thì ngươi đánh, còn dám phí lời, đánh cho ta. Giơ tay, các ngươi đang làm gì? Trường lão, tiểu tử này đắc tội với thiếu tông chủ, không biết khoái cải, chúng ta đương nhiên là có nghĩa vụ phải giúp thiếu tông chủ về vô hạn. Đơn vậy trưởng lão, tiểu tử này quá không thành thật, thật sự là nên trách trách phen một phen, nhốt hắn cả đời không cũng không nhiều. Đại nhân, ngươi xem điều này, theo tông chủ nói rồi, ngươi dám ra tay với Lý Đại Đầu, đầu chém đứt tay chân, các ngươi có nghi vấn không? Tuân lệnh, trưởng lão tha mạng. Ngồi ô Lý Gia Thô, đưa người nhà của ngươi rời khỏi đây, đừng quay lại Huyền Lôi Tông nữa. À, cái này ngươi cầm lấy, đủ để ngươi và người nhà bắt đầu cuộc sống mới. Vậy thiếu hiệp này, à, ngươi tại sao lại giúp ta? Quay về thay ta nói một tiếng với gia gia của ngươi, cảm ơn hắn đã chiêu đãi ta một bữa cơm. Chí Tôn Sơn Trang, ôi mẹ, à, đến mức đó sao? Đều không có được vợ sao? À, sao nhiều người đến góp náo nhiệt như vậy? Này, tiểu tử ngươi rốt cuộc có muốn xuất hàng hay không? Không vào thì đừng có cản đường, người ở đằng sau còn phải xếp hàng nữa. Mẹ nhà ngươi là người của giới linh công hội, đây chính là giới linh công hội trong lời đồn. Cô bác, Sở Phong, đứng lại. Hai vị trưởng lão đây là bằng hữu của ta, là người của giới linh công hội. Cô bác, người quen biết hắn, sao ta chưa từng gặp qua? Vương đại ca, hắn chính là người lần trước lên được tu la quỷ tháp đỉnh phong đó. Sở Phong, cái gì? Hắn chính là Sở Phong? Hai vị trưởng lão, hắn quả thật là người của giới linh công hội, vẫn mong chào quà. Ai, nói như vậy khách khí rồi, chỉ là thêm một người một thôi, không sao. Đa tạ rồi, người mình khách khí cái gì? Đi thôi, chúng ta cùng vào. Bên trong cung điện hào hoa của Chí Tôn Sơn Trang, Sở Phong, chúng ta thật sự là quá có duyên rồi, không ngờ ngươi cũng đến nơi này. Ta chỉ là vừa hay đi qua nơi này, nghe nói Chí Tôn Sơn Trang tổ chức đại hội liên hôn gì đó, nhất thời tò mò mới đến góp náo nhiệt. Nhưng ta không ngờ lực hiệu triệu của Chí Tôn Sơn Trang lại lớn như vậy, có thể khiến cho nhiều người như vậy đến đây. Đến các người cũng đến rồi. Sở Phong, ngươi sẽ không phải là vì là không biết đấy chứ, mục đích của Chí Tôn Sơn Trang tổ chức đại hội liên hôn này, mục đích không phải là cho những tên đơn thân có một cơ hội tìm vợ sao? Sao có thể? Người nghĩ xem, những người trẻ tuổi có thể đến đây, có ai sẽ không tìm được vợ? Nghe người nói thì đúng thật, người đừng có ốp mở nữa. Thật sự không giấu gì, ở Tần Châu này có một tòa bảo tàng, đó chính là Vạn Yêu Sơn. Tương truyền, nhiều năm trước, trong Vạn Yêu Sơn từng có xuất hiện một con yêu vương đó mạnh mẽ, nhất tay có thể làm long trời lắc đỡ. Thật lực mạnh, giá tâm càng lớn, yêu vương đó vẫn luôn muốn làm yêu thú chúa tể nơi đó, vì đó không thể nào tránh phát sinh xung đột với Khương Thị Hoàng Triều. Trận chiến đó thật sự có thể gọi là kinh thiên động địa. Cuối cùng, tuy là hoàng chủ đã đoạt thắng lợi, nhưng mà hoàng vị đó cũng bị thương nặng, không qua bao lâu thì đã qua đời. Trước khi lâm trung, hắn đã từng hạ lệnh cảnh cáo hậu nhân, những thế lực khác của Cửu Châu Đại Lục có thể tranh đoạt tài nguyên Vạn Yêu Sơn, nhưng Khương Thị Hoàng Triều tuyệt đối không thể, hơn nữa không được bước vào Vạn Yêu Sơn. Từ đó về sau, Khương Thị Hoàng Triều vậy mà thật sự không công đánh Vạn Yêu Sơn nữa, cũng không bước vào Vạn Yêu Sơn nửa bước. Nhưng cái này không phải là nguyên nhân quan trọng. Quan trọng nhất, nguyên nhân chủ yếu là vị yêu vương năm đó công đánh qua vô số tông môn, cướp đoạt không ít bảo bối, những bảo bối ở trong đó hiện giờ đều ở trong Vạn Yêu Sơn. Hơn nữa, lời đồn của vị yêu vương đó mạnh như thế là vì ở Vạn Yêu Sơn phát hiện ra một tòa di tích tu võ cao thủ, trong đó có được cơ duyên, còn có một thanh kỳ binh. Yêu vương tuy bây giờ đã chết, nhưng mà thanh kỳ binh đó và những tài nguyên năm đó yêu vương cướp đoạt vẫn ở trong Vạn Yêu Sơn. Thậm chí yêu vương có được cơ duyên có thể vẫn tồn tại.
Vậy mà có loại chuyện như vậy. Vậy lần này mục đích của những người này đến đây không phải là đại hội hôn nhân, mà là bảo tàng Vạn Yêu Sơn đó. Tuy nói như vậy, nhưng sợ là không đơn giản. Chỉ Tôn Sơn Trang muốn mượn lực lượng khác để diệt trừ Vạn Yêu Sơn, nhưng cũng không muốn khiến cho tất cả người đều phân chia. Vậy nên bọn họ mới mở ra đại hội liên hôn này, cũng chính là chỉ có người và thế lực được Chí Tôn Sơn Trang công nhận mới có cơ hội vào trong Vạn Yêu Sơn. Cảm giác thật là phiền phức. Chỉ trong Sơn Trang này còn không bằng trực tiếp liên minh với mấy thế lực lớn cùng động thủ với Vạn Yêu Sơn. Đại hội liên hôn như vậy đều là cường giả tiểu bối, cho dù đều là nhân vật thiên tài, sợ là cũng không phải là đối thủ của đám yêu thú đó. Người không hiểu rồi, mấy thế lực mạnh nhất của Cửu Châu thực ra đều có quan hệ đối địch. Mọi người nhiều nhất chỉ là tạm thời liên thủ, huống hồ nếu như mà mấy đại thế lực quang minh chính đại liên minh, phải chính là có ý đồ tạo phản. Đến lúc đó Khương thị hoàng triều truy cứu xuống, tất cả mọi người đều phải chịu tội. Thật ra nó đơn giản một chút, Chí Tôn Sơn Trang muốn đối phó với Vạn Yêu Sơn, tự thân thực lực không đủ, bắt buộc phải liên hợp với thế lực khác. Nhưng mà bởi vì có Khương thị hoàng triều tại vị quan sát, muốn liên minh với thế lực khác lại có rất nhiều ràng buộc. Vậy nên họ mới giở trò đại hội liên hôn này, mục đích chính là tối đại hóa, giảm bớt trình độ tự tôn. Chỉ cần có một chút không đúng, bọn họ có thể đá sạch trách nhiệm. Nói như vậy, người đã hiểu chưa? Thì ra là như vậy. Nói đi nói lại, Sở Phong người nên biết, lần này Chí Tôn Sơn Trang phát ra 8 bức thư mời đó. Thư mời Chí Tôn, không biết thư mời Chí Tôn này là thứ gì? Nói với người như vậy đi, lần này thanh niên giới linh hội ta tuy là có được mời đến, nhưng vẫn là thông qua khảo hạch mới có thể có tư cách tham gia vào đại hội liên hôn vào trong Vạn Yêu Sơn.